you can't make it. Từ năm 79 đến nay đó, ở tại chúng tôi sẽ nhận trên 3.000 đơn anh em cải tạo như thế tự nguyện ở lại sau khi tha. So since 1979 up to now, a total of about 3,000 inmates who have finished their terms of re-education and who don't want to go back to their homes have made petitions to stay here, to live here and to work here. Lượng đó tha về mà không về ở lại hiện tại hiện nay chúng tôi còn nhận ở lại tại chỗ trên 100.